Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu tất cả anh em tham gia chương trình góp nhận 0.2 tóc cần khoai chạy trên tảng BNB Smart Chain nha tất cả anh em. Để tham gia nhé hôm nay anh em tất cả anh em click vào link dưới mục video mô tả của mình ở Telegram 3 thì bấm nút start chat support nha các bạn. Một tóc cần có hiệu là rời cây này khoảng 500 đô. Pet 02.2 quay khoảng rồi bấm zone này góp nè, khoảng 300 đô. Nhìn đầu tiên các bạn zone kênh gấp kênh seller nè các bạn. Thì dòng về một cái là ngon lành cành đào không về rồi mình lên để em chat nha bạn. Rồi mong đáp lại nha bạn, tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh seller này các bạn. Tờ Twitter thì các bạn follow fanpage and review shopping bot này, mà nhấp vào Twitter nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào, các bạn chờ xíu chờ nó load trên tờ Twitter mình. Rồi các bạn bấm vào theo dõi rồi các bạn. Tục cần này select lên Uniswap nè các bạn. Ủa chạy trên tảng BNB Smart Chain mà sao ship list Uniswap được? Chắc list Bankake Swap quá các bạn. Rồi tờ Twitter thì các bạn chỉ việc like nè các bạn. Các bạn tờ Twitter lên nè các bạn. Các bạn test lại nè. Rồi bạn like 1 2 bài nữa nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Sau này đích sang nào mình sẽ thông tin báo cho bạn sau nha các bạn. Mình submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn bấm done nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link bờ đủ file cho Twitter của mình nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân vào trình bày bên cùng, các bạn bấm vào một chia sẻ đó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ nhà xe 10 các bạn ơi, mình nói lộn các bạn, con này chạy trên nền tảng ETH sẽ list sàn Uniswap nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Nhưng mà chạy trên tảng ETH này mình hy vọng không có hy vọng tôi cần sẽ về các bạn, chờ giá ga nếu nó hạ xuống thì còn qua mai, còn giá ga kiểu này thì tất cả gián thì nó sẽ ấy nha các bạn ơi. Ngừng chức năng rút tiền, nạp rút tiền rồi, các bạn giảm start tiếp nha các bạn. Ok. Bấm menu. Menu này khởi động rồi. Ok, các bạn việc lấy đăng ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tục cần nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.